Đấng tạo hóa hôm nay lại tiếp tục tái xuất. Và hôm nay chúng ta sẽ quẩy con game Infinity Craft. Chúng ta có thể kết hợp mọi thứ, nước, lửa và cả trái đất. Chúng ta sẽ tạo nên mọi thứ nha anh em. Thế nên anh em nào mà chưa có crush, chưa có người yêu, đến với tôi. Chúng ta sẽ cùng tạo ra cả một dàn harem. Lúc đấy thì tha hồ mà yêu đương anh em nhé. Và chào mừng anh em quay trở lại với channel Pop Pro nhá. Và nếu thấy thích con game này thì đừng quên ủng hộ tôi một like với cả một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hãy nhìn sang bên góc phải của chúng ta. Chúng ta có nước, có lửa, có gió và có trái đất. Thì bây giờ tôi sẽ thử nhấn vào trái đất này. Đây, anh em kéo trái đất ra đây, được chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ kết hợp trái đất với cả nước thì nó ra cái đất gì? Đây. Nó ra plan. Chúng ta có thực vật, chúng ta có cây cối. Và nếu như bây giờ cây cối và chúng ta đốt cây thì sao? Nope. Smoke. Chúng ta có khói, chuẩn chưa? Và nếu như bây giờ chúng ta có khói và chúng ta thổi gió vào, chúng ta có mây. Và nếu chúng ta có mây, chúng ta lại cho thực vật vào thì ra cái gì nhỉ? Tôi chưa tưởng tượng ra. À, mưa. What the fuck? Tại sao cái mây với cả cây cối lại ra mưa được nhỉ? Mưa với lửa thì ra cái gì? Mưa nó dập lửa mà. Tức là khi mà chúng ta có lửa, nó nước mưa nó sẽ bị kiểu bốc hơi ấy, và nó sẽ tạo ra cầu vồng, được không? Tạo ra LGBT nha anh em. Thế LGBT mà với sờ mốc thì sao? Lại ra rên. Thế rên với cả LGBT thì sao? Vẫn ra cái gì cả, nào thì với trái đất. Lại ra rên. Rồi lại ra rainbow, cái thích nhỉ? Rainbow với lửa. Lại ra rain, cái thích nhỉ? Cứ loay quanh quẩn quẩn. Đây rồi, flower. Chúng ta có những bông hoa. Thế nếu những bông hoa mà tưới nước vào nó thì sao? Nó ra lily. Lily là hoa lily hả? Thế súp mà cho lửa thì sao? Dạ ớt à? Ớt mà cho LGBT thì sao? Ai chắc dạ unicorn. Được thế nhờ? Anh em mình bắt đầu là có ngựa một sừng rồi. Ngựa một sừng unicorn mà bây giờ tôi cho cầu vồng vào thì sao? Chắc chắn nó sẽ ra một con ngựa có cầu vồng. Double rainbow. Oh, hay ha. Hay thú vị đấy. Nhờ, từ từ. Double rainbow rồi mà bây giờ lại cho unicorn vào thì có ra triple rainbow không? À, không được anh em ạ, không được. Thế cho hai con unicorn vào nó đẻ ra cái gì? Nó vẫn đẻ unicorn với cả x chưa nào. Nó ra nàng tiên cá. Nếu mà cho lửa vào thì có ra cá gác bếp không anh em? Thử xem nào. Nó ra cái gì? Siren. Nó ra cái còi báo động. Ừ, cũng đúng ha. Khi mà nàng tiên cá bị nướng thì có vẻ là cái tiếng hét của nàng tiên cá đã tạo ra tiếng còi báo động. Còi báo động này với lửa. Phoenix. Phượng hoàng lửa. Holy shit. Thế phượng hoàng với cả nước thì sao? Ra ash. Ra cái này là gì? Núi lửa à? Nó không phải là núi lửa, nó là có cái biểu tượng của núi lửa thôi, nhưng mà thực ra nó là cho tàn. Bây giờ tôi cho Phoenix với cả unicorn, hai con này phối kết hợp vào với nhau thì sao con đi? Dragon. Được thế nhờ? Thế Dragon bây giờ mà với cả nàng tiên cá thì nó ra cái gì nào? Sea Dragon, nó ra rồng nước. Hay là thú vị thế nhỉ? Rồng nước mà bây giờ cho lửa thì ra con này. Ra rồng lửa. Bây giờ là cho rồng ra, sau đấy lại cho quả gió này. Oh, nó ra lốc xoáy luôn. Hay à, lốc xoáy mà lửa ra lốc xoáy lửa. Đây, cái này chắc là núi lửa này. Chuẩn rồi nhá anh em nhá. Núi lửa mà cho con ếch vào thì sao? Chúng ta có ở đây là một cái mạch nước ngầm nó phun lên. Tôi thực sự là vẫn chưa hiểu lắm. Ok, thế từ từ anh em mình lại kết hợp. Bây giờ rồng với cả ếch quánh nhau thì ra con gì? Ai à, ra Loch Ness Monster. Ra hẳn quái vật hồ Loch Ness. Ghê nhở? Được, quái vật hồ Loch Ness cho thêm ít nước vào thì sao? Ui, nó ra con bạch tuộc. Được, con bạch tuộc cho thêm ít nước vào thì sao? Lại ra quái vật Loch Ness, hồ Loch Ness cho thêm lửa. Nó ra con Sea Monster. Quái vật biển anh em ạ. Quái vật biển mà với nàng tiên cá ra cái gì? Lại ra được còi báo động. Đó, cho gió và quái vật biển. Kraken. Có được Kraken rồi anh em này. Kraken cho nước và thì ra Squid. Squid game. Squid cho nước và thì ra cái bút bi. Bút bi cho nước và thì ra được cái gì? Ồ, một cái hình xăm. Xăm trổ. Lại ra October. October cho nước vào, lại ra Kraken. Cho lửa, ok, cho gió. Ui, khá là nhiều thứ. Nhưng bây giờ tôi muốn kết hợp ra những thứ gì mà chúng ta chủ
chủ động kết hợp ra được nó mới thú vị. Nàng tiên cá cũng là con người rồi, nhưng có khi cho nàng tiên cá lên bờ lại ra con người. À không, lại ra hòn đảo. Hòn đảo mà cho nàng tiên cá lên thì sao? Atlantic. Atlantic mà cho nàng tiên cá vào, ra Poseidon. Poseidon mà cho unicorn vào thì ra con gì đây? Narwhal, kỳ lân biển anh em nhá, cũng là một con có sừng. Thế bây giờ tôi sẽ cho hai con có sừng nó vào với nhau. Wow, nó ra con gì đây? Nó ra con kỳ lân biển có sừng à? Ừ. Bây giờ tôi có rồng, bây giờ tôi có cả phượng hoàng. Rồng với phượng hoàng tôi đã kết hợp thử chưa anh em? Yin Yang. Yin Yang là cái đếch gì vậy? À, nó là âm dương anh em ạ. Tức là trong trắng có đen, trong đen có trắng, trong thiện có ác, trong ác có thiện, kiểu kiểu như thế nha anh em. Thế bây giờ nhá, tôi sẽ cho nàng tiên cá đi xăm chỗ. Ui, nó ra cướp biển. Hay ha. Bây giờ cướp biển mà cho thêm nước vào thì sao? Nó sẽ ra một con tàu. Con tàu cho thêm lửa mà thì nó ra Titanic à? À, ra súng. Bây giờ súng với cả rồng. À, súng với rồng thì không được. Súng với phượng hoàng. Nó ra chim lửa. Ê quá nhỉ, ra hẳn chim lửa. Bây giờ anh em mình sẽ làm súp rồng đi. À không được, súp phượng hoàng. Ôi ra con chicken à. Bây giờ tôi sẽ cho quái vật dragon với cả con dragon này. Oh, nó ra titan này anh em. Titan cho thêm ít nước vào đây. Tảng băng trôi. Từ từ, bây giờ mà tảng băng trôi mà tôi cho tàu này ra thì chắc chắn là ra Titanic rồi. Đây. Chắc chắn là phải ra Titanic của tôi luôn. Thế bây giờ từ Titanic, Titanic mà lại cho nàng tiên cá ra thì nó có liên quan được không? À, đấy, ừ đây. Bây giờ thì nó mới ra nàng tiên cá này anh em. Nàng tiên cá mà bây giờ mà đổi giọng hát thì có khi là nó ra hoàng tử đấy chứ nhỉ. Đổi lấy cái đôi chân đấy anh em. Từ từ, cho trái đất vào nàng tiên cá thì ra con gì? Ra... Nó ra bụi bẩn anh em nhá. Tôi xin lỗi. Nó ra bụi bẩn. Tôi vừa kết hợp được Leviathan này anh em. Ghê chưa? Quái vật biển với Kraken. Cờ thun hút nó là con... Éo biết con này là con gì luôn. Tôi vừa tạo ra xăng và bây giờ tôi sẽ thử cho xăng và tàu Titanic. Có khi đây mới chính là cái kết của Titanic đấy anh em ạ. Ồ, oh, tôi vừa tạo được ra bức tượng này anh em. Bức tượng với Titan thì ra bức tượng khổng lồ. Bức tượng khổng lồ với trái đất thì ra núi. Bây giờ chúng ta có xe đua, bây giờ chúng ta có pháo, xe tăng. Được không anh em? Chỉ huy xe tăng. Tôi vừa kết hợp được ra bộ phim xong. Không hiểu kiểu gì. Bây giờ cướp biển vùng Caribe. Jack Sparrow. Ok, ở đây chúng ta có phim và một số yếu tố có thể tạo nên những bộ phim mà chúng ta hay xem. Đầu tiên là phim Nàng Tiên Cá đúng không? Đấy. Tiếp theo là Mỹ Nhân Ngư. Ồ, lại ra Ariel. Tiếp theo là Rồng. Ngọc Rồng, Dragon Ball. Được rồi, được. Ok nhá. Phim Phượng Hoàng. What the hell? Không biết đây là cái gì nhá. Bộ phim Con Kỳ Lân. Chú ngựa bé nhỏ của tôi. Tiếp theo bộ phim Quái vật hồ Loch Ness thì nó ra con quái vật. Ok, quái vật nhầm, nó ra con cá mập. Cá mập với đại dương. Ok, ra con cá mập đây. Cá mập phải cho ít súp vào. Đấy, súp vi cá mập. Cái này thì tôi biết rồi. 7 viên ngọc rồng. Đấy rồi, 7 viên ngọc rồng. Ok, 7 viên ngọc rồng có khi là tôi sẽ phải kết hợp với cả trái đất để nó ra đất nước Nhật Bản. Goku à? Son Goku mà kết hợp với 7 viên ngọc rồng ra siêu Saiyan. Siêu Saiyan đấm nhau với Ariel thì ai thắng? Thì Goku thắng là rõ. Goku cưỡi đám mây có đúng không? Ra phép dung hợp anh em ạ. Tôi vừa tạo ra Chúa Giê-xu.
Ui, tôi vừa tạo ra Heaven, đó chính là thiên đường anh em ạ. Ui, cái này có vẻ như nó không phải là thiên đường mà nó phải là vũ trụ rồi anh em ơi. Siêu Saiyan thần thánh. Ui, siêu Saiyan xanh này anh em. 2000 years later. Ok, và sau một thời gian ngồi kết hợp linh tinh thì bây giờ tôi có rất là nhiều thứ mới. Tôi có cả vườn địa đàng này. Đấy, sự tiến hóa của siêu Saiyan xanh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Được chưa? Rồng phượng. Tôi còn có cả Vegeta ở đây. Đấy, có cả sao băng, thiên thạch, tiểu hành tinh. Rồi tựa nhân sư này, kim tự tháp này, Pharaoh luôn này. Ở dưới này cũng có cả chúa Kito này. Đấy, T-Rex này, có quỷ này, rồi cả quỷ Satan này, người Hobbit này, nhiều thứ vãi lít luôn. Nhẫn này, nhẫn cầu hôn đấy, chúa tể của những chiếc nhẫn. Nói chung con game này để mà ngồi thì có thể chơi được cả ngày luôn anh em ạ. Thế nhưng mà chắc là video này tôi sẽ kết thúc ở đây anh em nhé. Đây là một con game kết hợp cực kỳ thú vị, và nếu như bạn có sức sáng tạo và trí tưởng tượng thì anh em có thể kết hợp ra mọi thứ anh em muốn. Ok, và video này mình sẽ kết thúc đây. Nếu anh em thấy thích con game này, nhớ ủng hộ tôi một like với cả một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.